161. Cuộc sống không cần những sắp đặt quá hoàn hảo, và cuộc đời không cần những thiết kế quá cầu kỳ. Cho dù làm việc gì, cũng phải giữ lại cho mình một chút không gian riêng, để bản thân có thể ung dung tự tại xoay sở. Hãy giữ lại một vị trí tốt cho người khác, giữ lại một con đường cho người khác đi, và giữ lại một chút thời gian cho mình suy nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ giữ lại cho cuộc đời một khoảng trống thích hợp bạn nhé.